Và ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Tôn Mộ Quang đây. Ok mọi người, vừa nãy mình có lợi siêu Khánh Linh á. Thế bây giờ Khánh Linh dỗi mình chẳng biết làm sao cả. Nãy mình mua trà sữa các kiểu mà không hết giận, không hết dỗi được. Chết mày chưa, chết mày chưa, em biết mình ngứa. Mà mình đã nghĩ ra một cách này cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ thử cách này xem là Khánh Linh có hết giận mình nhá. Ok, đi theo mình. Anh em ơi, Khánh Linh đang ngồi. Đi kìa, đang ngồi nó làm gì á? Đang uống sữa. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là nó thích cái gì không. Gì ai? Gì ai? Nhưng mà ăn gì? Ôi xin lỗi mà. Giận này. Mình ăn gì không? Ăn gì không? Không. Uống gì ăn sữa không? Không. Mua trà sữa cho. Uống gì hết. Ăn gì không? Không. Thích gì không? Mua cho. Mấy tiền không? Tiền mua gì được. Thế bây giờ làm sao để em giận? Nhưng mà đau lắm. Thôi, cái khác thì năn nỉ đừng giận nữa mà. Em xưa anh mua cho một thùng sữa uống. Thế bây giờ tát anh em mới giận á. Thế bây giờ nhá. Thế bây giờ em muốn tát anh đúng không? Thì bây giờ solo với anh đi. Bây giờ em solo thắng anh một trận. À, một bắn anh thắng anh một mạng, em sẽ được tát anh một cái. Được không? Bắn thắng anh một mạng được tát anh một cái. Em sẽ chấp với em, yên tâm đi. Được không nhỉ? Được không? Đi mà. Được. Không, nhưng mà không đơn giản thế. Bây giờ em bắn thắng anh một mạng thì em tự tát anh một cái. Nhưng mà ngược lại, anh bắn thắng anh một mạng, em phải hôn anh một cái. Thông minh lắm. Anh mình hôn ấy. Thế mà chơi chứ, nhưng mà không bằng. Được không? Anh chấp em mà, yên tâm đi. Em bắn thử gì cũng thắng anh thôi. Được không? Giận anh đấy. Nhưng mà kiểu thơm, kiểu thơm. Em được cát anh còn gì, em sướng thay anh. Được thơm, anh được thơm. Em cần là em giữ lời. Vừa được thơm, em thua được thơm, thắng anh được cát. Ok không? Còn con gà mà. Đúng rồi, anh rõ gà. Ok. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mời Khánh Linh xem vào game nha. Mình sẽ solo khỏi Khánh Linh xem mình sẽ tát vào cái nha. Ok, cùng đi thôi. Ok anh em, và để tăng độ kịch tính thì mình sẽ chấp Khánh Linh là mình sẽ chỉ bắn one shot. Còn Khánh Linh muốn bắn súng gì cũng được nhá. Wow. Em sẵn sàng chưa? Dăm ba con bot, chốt 70. Ai dạ, gáy khét thế. Lên nhạc. Solo mà. Em thua
mua rồi. Em không biết, em hôn anh đi. Không biết. Thắng 7-3, em hôn 7 cái. Em được tát anh 3 cái. Không, phải hôn. Hôn đi. Mọi người đang chờ em hôn nè. Cơm chó. Hôn đi. Em tát anh trước. Không, em phải hôn anh trước xong em mới được tát anh. Bởi vì anh thắng em mà. Đúng, đúng. Anh thua anh 3 ván. Anh bắt anh 3 cái. Không, em hôn anh trước xong em mới được tát anh. Hôn đi. Hôn đi, không biết. Em đừng gian lận. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Em tát anh 3 cái đã. Không, thì em tát sau anh thua. Hôn đi. Không phải phù kèo. Anh đang bên mặt trời luôn. Em thua là em nhìn kèo. Từ lần này đấy. Em đang giận anh đấy. Nhưng mà anh thắng. Em đang giận anh. Ừ, thì anh dỗ sao anh đang thắng mà. Hot đi, hot đi. Một, còn 6 cái nữa. 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người ơi, gì này? Sáu hôn rồi mọi người. Ui giời ơi. Cái mặt đỏ chéo. Cái cuối cùng. Mày cái nữa. 6. Em giận lắm. Only you. Hết giận anh chưa? Tát. Tát nhẹ rồi nha. 3 cái. Có đi. Có đi. Có tát không? Đó, xong tát. Tha cho anh gì? Đúng không? Nhìn em. Cái gì đấy? Ủa, kéo gì nữa? Bây giờ... Làm việc. Ôi giời ơi! Việc gì em... Nó không đau bằng tát đâu. Được. Không đau bằng tát. Được, em nói đi xong việc như nào. Gì cái gì? Đi rửa bát. Ôi, rửa bát quá trời. Không rửa thì ai rửa? Thấy ốt mà. Có rửa thì... không? Có sự lựa chọn nó khác không? Không lựa chọn cho nó ngủ ngoài đường luôn. Mày không hớt được bao con trai. À, bát có nhiều. Có 3 cái bát liền, giờ rửa hết giờ. Thôi cho anh xin sự lựa chọn khác đi. Rửa bát đi nhá. Rửa bát đi nhá. Rửa bát đi nhá. Rửa bát đi nhá. Không, không đâu, anh rửa bát. Tốt. Ra một cầu. Nhưng mà em phải hết giận anh đi nhá. Em hết giận chưa? Ok, thật là thế em. Em phải hết giận. Anh lấy được bát này em không giận nha. Cho mày thêm. Đúng rồi, mọi người đi tìm bát đúng rồi. Xong ăn rửa đây này. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Nghiệp ghê. Hôm nay gì là mình được nghỉ cửa chén nữa rồi. Rửa đi anh nhá, yêu anh. Thôi. Mà chưa hết giận đâu. Hết giận thì bà ấy lấy được bát này em phải hết giận anh nhá. Ok mọi người, vậy là mình đã rửa hết được bát kia rồi. Nhưng mà cái anh vẫn giận mình, anh em ạ, vẫn chưa hết giận. Nhưng mà không sao, mọi người xem clip này, mọi người nhớ à, cho mình xin một lần like, một lần like kia nhá. Để mình sẽ đăng mốc 150 ca sắp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, rồi bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trên clip sau, bye bye anh em.